Dạ vô. Tuấn test máy con khô 3000 các bác nhé. Đấy, con khô 3000 này đời T3 các bác nhé. Còn rất đẹp, chủ sơn lại một tí nhưng rất đẹp. Đấy, khô 3000 nắp dầu lại xin vào này, nắp dầu. Đấy, rồi 3000 rồi tắt rồi các bác nha. Tắt cái cho nó ấy, rồi bắt đầu để em vào đề rồi thì em vừa test máy xong cho các bác, cũng như tất cả hình dáng của em Ford 3000 này, và hôm nay em lên báo giá với các bác, ông chủ kêu 55 triệu các bác nhá, còn thương lượng với cả nhà chúng ta. Rồi để đi vào chi tiết 55 triệu thì em giới thiệu con Ford 3000 này đời T3, máy còn nổ rất ngon. Thứ hai nữa là có cái mọc led rất cứng cáp, và mọc này là mọc có ti ben các bác nhá, thùng 1,5 mét, dài coi như là 2,5 mét, cái cao 1 mét, cực kỳ cứng, cứng ngắc luôn. Bánh là coi như là vỏ còn ngon các bác nhá, vỏ là 10/0020 la răng 1 các bác nhá, rất đẹp và rất cứng cáp, nhíp có nhíp luôn cho các bác luôn. Đây thùng của em ở đây, cực kỳ cứng chắc và rất gì là xịn sò. Đấy, bác nào cần thì tăng bo hoặc là bổ phân hoặc cả chở nước, bất cứ cái gì cũng ok luôn. Cặp vỏ rất ngon và đẹp, này dày dặn coi như là không còn gì để nói. Cầu 3,5 tấn các bác nhá. Đấy, một ti cánh các bác nhá. Đấy là hai dàn nhíp cho các bác. Đấy, rất chi là tuyệt vời. Rồi em nghe điện thoại một tí, rất đơn giản nhưng mà chắc chắn đó các bác nhá. Đây chắc chắn và đảm bảo. Alo, không không phải của công ty nổi tiếng, cái đó là của tư nhân. À, công ty dầu tiếng cái đó là người ta đã đấu thầu xong rồi em ạ. Rồi xong hết rồi ta lấy hết rồi. Rồi còn có cái MTZ đây mà 125 triệu đấy, đẹp lắm, có đèn chảo luôn. À, 80 à, mắc vào à, ông chủ kêu vậy đó, đúng ngon lắm. Rồi rồi ok, rồi khởi nha. Rồi, ok, đây thì nó rất đơn giản là một cái mọc led đó nha, một bánh. Đấy, rất tuyệt vời, giá 55 triệu, thùng rất còn sơn xanh và xịn sò và to. Đây vỏ đây các bác, này vỏ hai bên đấy, các bác nha, vỏ này. Đấy vỏ nha, đấy còn 65-70% vỏ. Đây bánh biết đây, ok đây các bác. Đấy, rồi đây mọc đây các bác, đây tất cả đùi to nhá, đùi to đục. Đấy, đùi to đục. Đấy, đùi to và số đây của em đây. Đấy, đại nguyên chị 468 US các bác nha, đùi to tất cả một cái. Đây đại nguyên chị và tất cả số thắng chuẩn chỉ đang nghiêm chỉnh đầu mọc đã gọn, rất chuẩn chỉ các bác nha. Đấy, động dài có mái mọc đây cho các bác, đây các bác nhá. Rồi 55 triệu các bác nhá. Đấy vỏ và một cả thứ đây đang còn nguyên, đang rất đẹp, vỏ còn nó cao quá này. Đấy, vỏ cao. Đấy bên này cũng vậy, và đây là em quay cái đùi bên này cho các bác. Đây đây các bác nhá, rất tuyệt vời. Đấy, mọi chi tiết các bác liên hệ 0394 326 198, em mới dẫn các bác đến để làm việc các bác nhá. Đấy đây vỏ 3000.
đàn rin của em luôn, tất cả một cái tế bào đầy đủ, không có thắng hơi, nhưng cũng chả cần thắng hơi. Cái này các bác về, các bác giúp cho các bác rất tiện lợi các bác nha. Đây này, rất tiện lợi cho các bác, nó rất dễ dàng để cho các bác dù giúp đỡ các bác cả chở củi này, chở cây này, mà giá có 55 triệu các bác nha. Nó chỉ hơn sắt vụn một tí nhưng mà máy còn rất nổ, còn rất ngon. Đấy, báo cáo với các bác như vậy. Thứ hai là nó không có trợ lực tay lái nhưng nó vẫn nhẹ nhàng. Đấy, với tiết tấu rất đẹp và thứ hai gọn ghẽ, giá tiền phải chắc 55 triệu còn tương đương thì chắc chắn chúng ta bớt được một vài ba triệu các bác nhá. Đấy, heo bọng là đang ok. Đấy, bình bọng đàng hoàng các bác này. Đấy, bình biết đàng hoàng như gì đây. Đây này, bình mới cho các bác luôn nhá. Đấy, xe còn ngon, chưa đổ hơi, chưa gì hết. Đấy, nước nuôi đầy đủ đàng hoàng. Đấy, các bác nhá, bình mới cho các bác. Thứ hai nữa là heo bọng đây, ba máy nghiêm văn chỉnh đầy đủ rồi. T3 đây các bác này, rất xịn rất ngon nha. Đó, T3 đàng hoàng các bác thấy chưa, chứ đâu phải chuyện bình thường đâu. Đấy, các bác rất vừa tiền của bác. Đấy, có những cái đòi 60 các bác nhá. Đấy, 60 có cái 65 nhưng cái này là ông chủ xe ông có bảo là 55 triệu, còn thương lượng thì ok, các bác nên lấy về. Và đây là từ xa em quay em nói một vòng rồi, và thứ hai em cũng nói với bác luôn là mặc rất chắc chắn. Đấy, rất chỉ tiện lợi cho các bác, có ti biên, có ti biên cho các bác. Thứ hai đề là rất to các bác này, đề to đó, đề to tướng luôn, và tất cả mọi chi tiết đã xong, bình mới các bác nha. Đấy, 55 triệu còn thiếu lượng cho các bác. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác, và các bác ai cần dòng Ford 3000 nhẹ nhàng đơn giản 55 triệu còn thiếu lượng, điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198, em sẽ dẫn các bác đến và mua đêm em về làm việc, một giá tiền rất phải chăng các bác nhá. Rồi, em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại video sau.